Chào các bạn đang xem kênh Sắc Màu Cuộc Sống với Vườn Rau Thu Nhỏ. Clip hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn là cái cách mình trồng cái cây xà lách Red Batavia của Thái Lan. Đây là cái cây xà lách mình đã ươm là được 12 ngày. Trước đây mình mua hạt xong về mình ươm vô trong mấy cái bầu này nè. Trước khi mình ươm thì mình cũng ngâm cái hạt giống này là mình ngâm nước nó khoảng chừng 8 tiếng. Và sau đó mình đem mình ủ thì khoảng ủ một ngày thôi. Thì về cái mấy cọng xà lách thì nó mỏng hơn, nó phải như bầu bí mướp và nó lâu hơn. Ủ khoảng chừng 14-15 tiếng á thì nó hơi nứt cái mầm ra, mình đem vô mình cấy vô trong mấy cái khay này, cái khay xốp này nè. Thì một cái ô này mình sợ nó không mọc á thì có mình cấy lên là 3 cây có, 4 cây có, 2 cây có. Thì bây giờ nó mọc nó được khoảng chừng 12-13 ô. Thì hôm nay mình sẽ đem ra mình sẽ trồng vào trong các cái chậu đất mini đây. Đây các bạn thấy đây là các cái chậu này thì mình đã chuẩn bị đất sẵn rồi. Đất này thì bao gồm có tro trấu, sơ dừa và một ít là cái phân trước đây mình đã bỏ rồi đó. Đây là cái lứa này là cái lứa thứ hai, cho nên bây giờ mình sẽ thêm một ít phân nữa thôi. Thì bây giờ là mình đang mà lấy phân dơi. Bây giờ mỗi cây này á thì mình chậu này mình sẽ cho nó khoảng chừng một cái muỗng canh này, là cái gọi là cái vá muỗng canh này. Rồi xong cái này thì cái phân dơi là nó sẽ tan nhanh hơn, rồi sau đó mình sẽ cho thêm cái, đây là các bạn thấy đây là cái phân hữu cơ của Úc, là phân viên hữu cơ Úc. Thì mỗi một chậu này mình sẽ cho cái ba cái muỗng giống muỗng cà phê trắng trắng này nè. Thì cái này để cho nó sẽ tan chậm hơn trong quá trình trồng cái cây xà lách này, nó khoảng một tháng là sẽ thu hoạch được. Rồi bây giờ mình sẽ cho một ít cái chico, tức là cái nấm đối kháng để nó sẽ tiêu diệt các cái con vi khuẩn có hại trong đất. Mình cho một nửa muỗng thôi. Bây giờ chúng ta sẽ trộn tất cả các cái hai loại phân dơi và phân hữu cơ, phân viên hữu cơ Úc mà mình mới bỏ vào với lại chico. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy các cái trong cái khay của cái chậu này. Đây, cái này thì nó đã, các bạn thấy không? Rễ nó ra này, đây, rễ nó ra nhiều rồi. Đây, bây giờ mình sẽ bỏ ra đây. Trồng một số chậu cây lớn, cây nhỏ nhỏ thì để lại vài hôm nữa. Cái này thì đất nó mềm quá.
giờ mình sẽ bỏ thêm một ít đất vào cho nó đầy lên để tưới nước nó, cho nó chắc được cái cây. Đất này là cũng đã ủ lâu rồi. Rồi các bạn thấy nè, đây. Bây giờ mình sẽ tưới cho nó một ít nước. Trong quá trình chăm sóc cái cây này, các bạn salad này thì một ngày mình nên tưới nước 2 lần vào lúc sáng sớm và chiều mát. Và bây giờ mình mới trồng như thế này thì mình sẽ để nó trong mát 1-2 ngày. Và mưa lớn thì cũng phải để bên trong chứ không thể để bên ngoài được, bởi vì mùa này cũng đang mùa mưa mà nếu mình mưa lớn là nó sẽ bị hết. Đây các bạn thấy như vậy thì cái này là theo cái những người bán hạt giống và tài liệu nói thì khoảng chừng 25-30 ngày sau khi mình trồng vào thì sẽ thu hoạch. Các bạn vừa xem xong clip mình làm cái trồng cái cây salad red papaya của Thái Lan. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.